chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình việt sức khỏe của ca sĩ phi nhung gần đây đang có chuyển biến xấu các nghệ sĩ gạo cội trong showbiz và những người con nuôi đều gửi lời chúc tốt đẹp mong cô chiến thắng căn bệnh quái ác này tuy nhiên chỉ có một người không hề có động thái gì đó chính là người con nuôi nổi tiếng nhất của phi nhung ca sĩ hồ văn cường anh đã đi đâu làm gì liệu anh biết hay không mẹ nuôi của anh đang lâm bệnh hãy cùng gia đình việt tìm hiểu nhé Sau khi được chuyển đến bệnh viện trợ giấy điều trị COVID-19 vào ngày 23 tháng 8, tình trạng sức khỏe của Phi Nhung được nhiều người quan tâm. Đến sáng ngày 23 tháng 9, người thân cận cho biết bệnh tình nữ ca sĩ tiến triển xấu, yếu hơn trong hai ngày qua. Trong khoảng thời gian Phi Nhung điều trị COVID-19, đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là những người con nuôi như Quỳnh Trang, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung thường xuyên đăng tải bài viết cầu nguyện cho mẹ sớm bình phục. Quỳnh Trang đăng ảnh chụp với mẹ nuôi kèm dòng trạng thái: Mẹ sớm khỏe nha mẹ mong mẹ sẽ bình an vượt qua được giai đoạn khó khăn này trong khi đó tuyết nhung cũng đã gửi những lời động viên tích cực cho nữ ca sĩ là người con nuôi nổi tiếng của phi nhung hồ văn cường không hề có bất kỳ động thái nào trong suốt một tháng nữ ca sĩ nhập viện trên mạng xã hội không một dòng trạng thái không một tấm ảnh nhiều người cũng phỏng đoán rằng có thể hồ văn cường thể hiện sự lo lắng bằng cách nhắn tin hỏi thăm riêng thậm chí là hỗ trợ về mặt kinh tế chứ không đăng hình công khai như thế cũng không sao mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng trước đó Tình hình của Phi Nhung lúc này đang khiến khán giả và các nghệ sĩ vô cùng lo lắng. Được biết, hai ngày qua sức khỏe của Phi Nhung đã chuyển biến xấu đi. Rất nhiều lời cầu nguyện gửi tới Phi Nhung, mong nữ ca sĩ mạnh mẽ vượt qua bạo bệnh để quay trở lại bên các con của mình. Mới đây, vợ cũ bằng kiều xót xa cho biết cô thấy bất lực khi nghe tiếng cầu cứu của các con Phi Nhung. Đó là những đứa trẻ mồ côi đã được Phi Nhung nhận nuôi nấng từ tấm bé. Giờ đây mẹ nuôi lâm bệnh nặng, sức khỏe chuyển biến xấu khiến các bé rất hoang mang. Vợ cũ bằng kiều gửi lời động viên tinh thần và hứa sẽ phụ phi nhung lo cho tương lai của các bé nghe tiếng cầu cứu của các con của phi nhung mà thấy mình bất lực chỉ biết khóc chứ chẳng biết làm thế nào để đem mẹ phi nhung về nhà với các cháu các con ơi các con đừng lo các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con mẹ phi nhung không nỡ lòng bỏ đi khi nghe tiếng khóc của các con kêu nhớ mẹ như thế đâu tất cả người việt nam trên toàn thế giới đang hiệp lực cầu nguyện cho mẹ của các con rồi mẹ sẽ về thôi mạnh mẽ lên các con nhé Chi Di Phương Trinh, vợ cũ bằng kiều trải lòng.